Mới đây, dân mạng chia sẻ những tấm hình về một vườn chuối bên đường. Theo đó, có lẽ sợ bị vật trộm, người chủ dùng hàng loạt tấm vải trắng che kín buồng chuối. Thoạt nhìn những hình ảnh ấy khiến người ta không khỏi giật mình. Hình ảnh hàng loạt tấm vải trắng toát trùm lên cây chuối khiến nhiều người có những tưởng tượng rùng rợn. Khu vườn này lại ở ngay bên đường lớn. Dân mạng đã đưa ra giả thiết về chuyện đêm hôm đang đi lại, bật đèn pha và thấy những tấm vải như thế, chắc chắn ai cũng phải chết khiếp. Nhiều người cho rằng có lẽ chủ vườn không hề cố ý đâu, nhưng nhìn những hình ảnh che buồng chuối như vậy, ai cũng có phần sợ hãi. Nhìn thấy hình ảnh này thì trộm chắc gì đã dám mò vào vườn mà chặt buồng chuối cơ chứ. Đang chặt buồng này, cứ thấy mấy tà vải trắng phất phơ xung quanh thì chỉ có sợ hãi chết khiếp thôi, một dân mạng bình luận. Cái này mà gió thổi lên đung đưa nữa thì lại càng sợ. Chủ nhà kiếm được đâu ra hàng loạt tấm vải trắng thế không biết. Có tác dụng dọa dẫm quá mức, một dân mạng khác viết.